chưa tới nó cái này ô tô. Sợ gật nó mũi ở đây mình hát khó miền nữa này. Ôi ơi chá. Nhưng mình gãy nó mới tại cái đạn trong khai chỉ bên nào quay á nó. Tôi rất chạy hơn rồi hiện ba mạch pi nam mình đây mạch nam đây nó mà tới ở trăm tới ăn miên này mình đây mau ở trăm tới ở nhưng mau có nó mau hay còn covid đồng mau vì còn bốn nhưng mau vì còn phải ở mau thì hay trăm tới nhưng mau trăm tới miên rằng trăm tới miên tay ăn miên trắng nghe ăn miên hoa ăn miên plain trắng nghe chúng mình ngày ban play na kê vô mà không lối nhà một ban bao chăng à đất brang bên tay bên tay nhưng trong bên thì tụt môi nhóm còn mà còn chứ còn ban lối ấy cũng thằng mà cung nó còn hai thằng mà cung kê đấy về để kê chơi mà cung nó kê bon lối ăn mà cung mà cung đi đi chui là sáng sáng nè bây giờ nơi song tiệc màn
Mary de Saint-Emane, Saint-Catherine, Jacques Brel. Venez tous les samedis, ngày sau, à partir de 18h, tous les semaines. Ça, c'est pour le vacances scolaires de famille. Venez à la musique traditionnelle, comme Lucimère, Les traditionnels du Cambodge sont très rares à Paris, Paris région parisienne. Moi, j'ai dit ça là, pour donner des cours de musique traditionnelle. Et la semaine prochaine, nous allons montrer la musique rythme du Cambodge au parc de parc de tropical de Paris. Pendant ngày nào? Venez à partir de 9h jusqu'à midi. Donc il y avait l'ambassadeur du Cambodge pour présenter nous sommes là. Ah. Et petit groupe. Bon, vous venez Tropical de là. Mấy cái rùa. S'il vous plaît. Continue la musique, continue. On a encore d'autres musiques pour présenter. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.